Hôm nay là do ở dưới nhà ồn ào quá em phải trốn lên ở trên rừng, ở trên trên vườn. Vâng, em chào các anh chị. Vâng, em cũng xin chia sẻ một chút ạ. Ban đầu em mới tham gia cùng với Kids Set Up ấy. Thật sự là đối với chúng em ban đầu là chúng em cảm thấy rất là khó khăn. Ban đầu cái Facebook của chúng em, cái fanpage của chúng em là đã lập ra rất là lâu rồi, nhưng mà chúng em không biết là sử dụng để làm gì và cũng không biết bán hàng, bởi vì đối với hợp tác xã Mừng Hoa thì từ trước tới giờ là kinh doanh thì cũng được vài năm rồi, nhưng mà toàn là khách offline, là chúng em là những người mà bị động, còn khách hàng những người chủ động tìm đến chúng em. Mà khi mà gặp đại dịch Covid-19 ấy, thì là chúng em mới phải đi tìm khách hàng. Thì là đối với chúng em mà đưa các sản phẩm mà giới thiệu lên trên fanpage là một cái quá trình rất là khó khăn, nhưng mà chúng em cũng rất là cảm ơn thì có Kids Set Up là chúng em cũng đã đưa được những cái sản phẩm mình lên, là đã có những cái thu nhập là khá ổn định, và rất là nhiều cơ sở kinh doanh ở đây làm thổ cẩm, là bởi vì hàng thổ cẩm là không giống như cái hàng lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm mà như của mọi người thì sẽ dễ tìm khách hàng. Đối với chúng em là hàng thổ cẩm, đặc biệt nữa lại là cái hàng tái chế thì rất là khó tìm khách hàng. Ban đầu thì chúng em cũng nghĩ là mình sẽ phải bỏ cuộc trong cái đại dịch Covid-19 như thế này, là mình sẽ nghĩ là mình sẽ phải đóng cửa và bỏ cuộc, nhưng mà sau khi mà tham gia các lớp học này thì chúng em đã đưa những cái sản phẩm mà đến khách hàng, mà chúng em đã có những cái doanh thu và thu nhập là khá ổn định. Cái khách mà chúng em mà bán qua qua trang qua Facebook ạ, chốt hàng đấy ạ, thì ban đầu là chúng em bán ở đây thì chỉ có 20 triệu trên một tháng. Sau khi tham gia về lớp học thì chúng em cũng đã đạt được cái mức là 35 triệu trên một tháng, là đó là một trong những cái kết quả bước đầu tiên là chúng em đạt được. Và còn ngoài ra thì chúng em cũng có giới thiệu được tất cả các tour du lịch trải nghiệm mà khách offline tự tìm đến đây. Vì trên, không biết là mọi người có để ý không, ở trên fanpage của em thì lúc nào viết bài trên fanpage và trên Zalo và Facebook trang cá nhân ấy, thì em luôn luôn để số điện thoại. Khi mà mọi người có đọc những cái câu chuyện chia sẻ ở trên trang và trên page và trên Zalo Facebook, thì làm sau đó thì có rất là nhiều khách hàng cũng tự chủ động làm gọi điện và nhắn tin vào cá nhân để có thể tìm mà tự tìm đến đây. Bởi vì được cái là lợi thế của chúng em ở Tả Van thì lại là một cái điểm du lịch trọng điểm của Sapa, nên là rất là nhiều khách về đây. Chúng em cũng trong cái quá trình là tham gia này, chúng em cũng kể rất là nhiều câu chuyện và cũng đi sống ảo rất là nhiều. Từ những cái giới thiệu như thế này là chúng em cũng đã thu hút được khách. Ngoài khách mà chốt đơn hàng trên trang thì chúng em cũng có đón được rất là nhiều đoàn khách về đây, và cũng có những cái doanh thu offline thì là 20 triệu trên một tháng. Còn là cái khách mà chốt đơn hàng là bán trên trang và những cái khách hàng cũ quay trở lại thì chúng em chốt là 35 triệu trên một tháng. Vậy là tổng cộng là khi tham gia dự án thì cái kết quả chúng em đạt được là, mặc dù cái kết quả cái doanh thu không 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 có cao siêu lắm, không có nhiều như của mọi người, nhưng đối với cái hàng thủ công thổ cẩm của chúng em, nó là một kết quả bước đầu là chúng em đạt được, đó là 55 triệu trên một tháng, cả khách đến sử dụng dịch vụ và cả khách mua hàng đấy ạ. Và đầu tiên thì em cũng không biết nói gì hơn, cũng rất là cảm ơn Kids Set Up, cảm ơn cô Minh và cảm ơn em Mai Phạm, em Cẩm, cảm ơn tất cả các anh chị là đã đồng hành với chúng em. Chúng em nghĩ rằng là một cái điều chúng em cảm thấy là rất hạnh phúc là khi được tham gia thì chúng em đã không là người là đã không bỏ cuộc, và mặc dù rất là gian nan, rất là vất vả, nhưng mà chúng em đã không bỏ cuộc, và đó là một cái kết quả ngày hôm nay em cảm thấy là mình rất là hạnh phúc và cảm thấy thầm mang ơn các thầy cô giáo và các em rất là nhiều.